nhiều yếu tố tác động, giá vàng đảo chiều đi xuống. Cập nhật lúc 15 giờ 15 phút hôm nay 28 tháng 8, giá vàng SJC tại Hà Nội được doanh nghiệp niêm yết giao dịch ở mức 42,45 triệu đồng trên lượng, 42,85 triệu đồng trên lượng. Chiều mua vào tiếp tục tăng 50.000 đồng trên lượng nhưng chiều bán ra lại giảm 150.000 đồng trên lượng so với mở cửa phiên sáng nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 42,4 triệu đồng trên lượng, 42,8 triệu đồng trên lượng, giảm mỗi chiều 50.000 đồng trên lượng. Giá vàng SJC đảo chiều đi xuống do giá vàng thế giới chứng lãi khi đường cong lợi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đảo ngược một lần nữa và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Lúc 14 giờ 30 phút hôm nay, giờ Việt Nam, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 được giao dịch trên sàn CAMEX của Sở Giao dịch Hàng hóa New York giảm 0,1% còn 1.550,25 USD ounce. Trên thị trường giao ngay, giá vàng đứng ở mức 1.540,9 USD ounce, biên độ giảm gần 2 USD. Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 28 tháng 8, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 42,4 triệu đồng trên lượng, mua vào, 43 triệu đồng trên lượng, bán ra, đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn. Các mức giá này tăng mỗi chiều 200.000 đồng trên lượng và 100.000 đồng trên lượng so với chốt phiên hôm qua. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC được công ty SJC niêm yết giao dịch ở mức 42,45 triệu đồng trên lượng, 42,85 triệu đồng trên lượng, tăng mỗi chiều 150.000 đồng trên lượng. Lúc 7 giờ 40 phút sáng nay 28 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitcocom có biên độ tăng 1,4 USD, giao dịch ở mức 1.543,9 USD ounce. Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 3, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 năm 2019 tăng 14,6 USD ounce, tương đương 1% lên 1.551,8 USD ounce. Đây là mức đóng cửa cao nhất của giá vàng giao hợp đồng tính từ tháng 4 năm 2013. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đi xuống đã hỗ trợ cho giá vàng tăng, do những kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc có bước tiến giảm đi. Đến với thị trường trong nước, kết thúc phiên hôm qua, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 42,2 triệu đồng trên lượng, 42,9 triệu đồng trên lượng đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC chốt phiên được công ty SJC niêm yết ở mức 42,3 triệu đồng trên lượng, 42,7 triệu đồng trên lượng. An Hà, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.